Tiếp nối chương trình, Mố Người Về Thăm Quê, sáng tác của Thuận Yến do câu lạc bộ Giữ Sông Hòa Đình thể hiện. Và làng sen quê cha xúc động bồi hồi, người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương, gặp lại tiếng thôi mẹ ngồi dệt vải, gặp lại dòng trầm đêm trăng cha đọc thơ, gặp lại tuổi xuân